Hắn đã sống trong một gia đình lạnh lẽo vô phúc. He lived in a dysfunctional family. Hắn trải qua một cuộc ly hôn cay đắng. He underwent a bitter divorce. Chị ấy đang rắc rối với vụ dàn xếp ly hôn. She is in trouble with the divorce settlement. Hắn và vợ cũ của hắn đang tranh cãi về vấn đề nuôi con. He and his wife are fighting over custody of the children.